Thế Anh và Yến Ngọc xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 15 tháng 3 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Số bệnh nhân điều trị sau vụ ăn cơm gà ở Nha Trang tiếp tục tăng, phát hiện khuẩn Salmonella. Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại. Sạt lở bờ sông Cầu tại Bắc Ninh di dời khẩn cấp nhiều hộ dân. Lật xe khách tại Quảng Trị, 13 người bị thương. Triệt phá chuyên án, thu giữ hơn 22 kg ma túy. Rộn ràng ngày hội chinh danh nghề phở tại làng Dân Cù, Nam Định. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Liên quan đến vụ thực khách ngộ độc hàng loạt sau khi ăn tại quán cơm gà Trâm Anh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, số bệnh nhân đến điều trị ở các bệnh viện đã trên 200 người và còn tiếp tục tăng. Ghi nhận trong sáng nay tại các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân bị ngộ độc, số bệnh nhân điều trị nội trú tăng cao so với báo cáo ngày 14 tháng 3 của Sở Y tế Khánh Hòa. Cụ thể, tại bệnh viện Đa khoa Dạc Xin hiện đang điều trị nội trú 9 ca, ngày 14 tháng 3 là 7 ca, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 75 ca, ngày 14 tháng 3 là 45 ca, bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang là 53 ca, ngày 14 tháng 3 là 27 ca. Ông Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho hay, Sở đang cập nhật số liệu bệnh nhân đang điều trị nội trú, thăm khám từ các cơ sở y tế. Tại bệnh viện Vinmec Nha Trang, kết quả cấy phân của hai bệnh nhi sau khi ăn cơm gà cho ra dương tính với vi khuẩn Salmonella, tác nhân chính gây nhiễm khuẩn đường ruột. Tuy nhiên, vẫn phải chờ kết quả cấy máu, cấy sinh đồ từ các thực phẩm mới có thể khẳng định nguyên nhân gây ngộ độc. Hiện các cơ quan chuyên môn đang tăng cường việc xét nghiệm các mẫu thực phẩm, bệnh phẩm. Từ đầu năm đến nay, số ca bệnh dại gia tăng đột biến với 22 trường hợp tử vong, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Trước tình hình trên, hôm nay Bộ Y tế có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động giám sát chặt chẽ các trường hợp bị chó mèo nghi dại cắn, đẩy mạnh công tác truyền thông về sự nguy hiểm của bệnh dại, kịp thời chia sẻ thông tin để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh và vận động người dân kịp thời đến cơ sở y tế để khám, tư vấn và tiêm vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại, nhất là tại các địa phương có trường hợp tử vong do dại và có tỷ lệ tiêm phòng trên chó mèo thấp. Bên cạnh đó, tăng cường công tác truyền thông trong trường học cho trẻ em học sinh, truyền thông đại chúng, truyền thông trực tiếp và truyền thông qua hệ thống tuyên truyền cơ sở tại vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, và lưu ý việc không chữa bệnh dại bằng các biện pháp chưa được Bộ Y tế công nhận. Liên quan đến bệnh thận, nhân kỷ niệm Ngày Thận Học Thế Giới 14 tháng 3, Bệnh viện Thống nhất TP.HCM sẽ tổ chức tầm soát phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh suy thận mãn dành cho người trẻ. Chương trình dự kiến diễn ra trong khoảng một năm. Đối tượng của chương trình hướng đến là những người trẻ trong các khu dân cư, khu công nghiệp, những người chưa có thẻ bảo hiểm y tế và chưa có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ. Thời gian tầm soát chỉ từ 15 đến 20 phút. Hiện nay, một bộ phận người trẻ Việt Nam có nguy cơ mắc bệnh thận cao do chế độ dinh dưỡng và thể dục bất hợp lý. Ngoài ra, thói quen sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc, thức khuya, uống rượu bia, hút thuốc lá cũng là nguyên nhân khiến bệnh suy thận mãn có xu hướng trẻ hóa. Việc tầm soát sẽ giúp phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh suy thận mãn để có hướng chăm sóc sức khỏe, điều trị phù hợp. Nhằm nâng cao năng lực giám sát virus gây bệnh trên động vật, Cục Thú y phối hợp với tổ chức WCS Việt Nam đã triển khai hoạt động giám sát virus SARS-CoV-2 trên động vật hoang dã và nâng cao năng lực cho các phòng thí nghiệm cấp trung ương tại một số tỉnh, thành phố. Kết quả, chương trình giám sát đã thu thập được trên 2.800 mẫu, trong đó có khoảng 1.400 mẫu đã được sàng lọc với virus SARS-CoV-2 và virus corona. Thông tin được công bố tại Hội thảo giám sát virus SARS-CoV-2 trên động vật hoang dã diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đây là chương trình giám sát triển khai theo phương pháp tiếp cận một sức khỏe tại Việt Nam. Với sự phối hợp của Cục Thú y và Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, WCS Việt Nam
đã lựa chọn một số địa điểm có nguy cơ cao để thực hiện giám sát virus SARS-CoV-2 và virus corona, bao gồm khu vực có dơi tự nhiên, các cơ sở nuôi và cứu hộ động vật hoang dã. Chương trình đã thực hiện lấy mẫu từ 900 cá thể động vật bao gồm dơi, cầy, tê tê, heo rừng và một số loài động vật ăn thịt được cứu hộ khác. Theo cơ quan đại diện CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam đánh giá, việc giám sát virus SARS-CoV-2 trên động vật hoang dã là cần thiết để theo dõi các biến thể và đột biến của virus, cũng như để tìm hiểu cách thức lây truyền của virus SARS-CoV-2 giữa người và động vật. CDC Hoa Kỳ đã hợp tác với các bên để hỗ trợ nhiệm vụ quan trọng này. Sạt lở đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Tại tỉnh Bắc Ninh, sau khi một ngôi nhà bị nhấn chìm xuống sông Cầu, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh đã di dời khẩn cấp 7 hộ dân trong khu vực bị đe dọa bởi sạt lở đến nơi an toàn. Trước đó, tại khu Vạn Phúc, phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh, xảy ra vụ sạt lở bờ sông khiến một ngôi nhà sụp hoàn toàn xuống sông Cầu. Vụ việc không có thiệt hại về người. Nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời khẩn cấp di dời 7 hộ dân gian đê sông Cầu cùng nhiều tài sản đến nơi an toàn. Trước đó, tại khu vực này đã xảy ra sự cố sạt lở bờ sông, tạo thành vết nứt rộng sát với tường nhà dân, gây nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sự cố về đê điều và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng sạt lở trên đê hữu sông Cầu. Về tình hình xâm nhập mặn, theo đơn vị quản lý nước và công trình chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam, trong 2 ngày 15 và 16 tháng 3, đơn vị sẽ cho vận hành đóng từ 9 đến 11 trên 11 cửa van của công cái lớn để điều tiết nguồn nước, hạn chế xâm nhập mặn cũng như bảo vệ nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân. Đơn vị quản lý công cái lớn cũng cho biết, trước khi đóng cửa van vào 2 ngày 15 và 16 tháng 3, đơn vị cho vận hành kiểm tra trước các hạng mục công trình đảm bảo thiết bị ổn định. Việc vận hành này phụ thuộc tình hình xâm nhập mặn thực tế. Cùng với đó, đơn vị cũng dựa trên quan trắc để có kế hoạch vận hành. Từ cống vào phía thượng lưu có 5 trạm quan trắc, trong đó một trạm khống chế cách cống khoảng 40 km để kiểm soát độ mặn không được vượt ngưỡng 1/1000. Ngoài cái việc là xây dựng kế hoạch vận hành hàng tháng thì còn phối hợp chặt chẽ với lại cơ quan địa phương, bao gồm là sở nghiệp nè. Thứ hai là về các đặc biệt là các cơ quan bên khí tượng thủy văn á, là theo dõi sát cái diễn biến cái nguồn nước, tình hình xâm nhập mặn để có các cái kế hoạch mà vận hành, điều chỉnh kế hoạch vận hành cho nó phù hợp với lại thực tế. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, từ cuối tháng 2 đến nay, độ mặn cao hơn cùng kỳ năm 2023 từ 1,3 đến 12 phần ngàn và cao hơn trung bình nhiều năm từ 2,3 đến 7 phần ngàn. Trên sông Cái Lớn, độ mặn 4 phần ngàn đã xâm nhập sâu khoảng 52 km, cách cầu Cái Tư khoảng 3 km về phía hạ lưu. Trên sông Cái Bé, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu khoảng 11 km. Việc phối hợp vận hành các công trình Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô do đơn vị quản lý khai thác cùng các hệ thống công trình dọc đê biển Tây do Chi cục Thủy lợi Kiên Giang quản lý khai thác để đảm bảo duy trì cho môi trường sản xuất bên trong với diện tích hơn 384.000 ha dùng nước lợ. Trước tình hình hạn mặn xâm nhập bước vào mùa khô 2023-2024, nhiều hộ dân sống ven biển huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đều lo thiếu nước sạch sinh hoạt hoặc chất lượng nước kém do bị nhiễm phèn nặng. Vì vậy, các hộ dân ở đây đã chủ động chuẩn bị nhiều biện pháp ứng phó. Anh Đổng Kiệt ở ấp Thanh Phong, xã Đông Thạnh, huyện An Minh cho biết, rút kinh nghiệm nhiều năm trước nên tranh thủ những trận mưa cuối mùa, anh hứng đầy các lu nước để dành cho nhu cầu ăn uống khoảng 4 tháng mùa khô. Chị Nguyễn Thị Bé Ba ở ấp Thanh Đông, xã Đông Thạnh, huyện An Minh chia sẻ, gia đình có 5 bồn xi măng với thể tích mỗi bồn chứa 2 khối nước. Tranh thủ mùa mưa, gia đình hứng đầy 5 bồn nước này để dùng cho mùa khô hạn. Bên cạnh đó, gia đình còn trang bị thêm 6 lu xi măng để dự trữ nước ngọt sinh hoạt. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, để ứng phó với hạn mặn, ngành nông nghiệp đã triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn xâm nhập mặn, chỉ đạo Chi cục Thủy lợi vận hành các cống ven biển, ven bờ bao để kiểm soát tốt mặn và giữ nước ngọt cho bà con sản xuất cũng như sinh hoạt. Ngành chuyên môn cũng đã phối hợp với đơn vị vận hành
các đơn vị liên quan chúng ta đã thông báo cho chủ động để bà con mình vừa chủ động cho nước sinh hoạt, vừa chủ động cho sản xuất để đảm bảo các cái điều kiện, thì ngành chuyên môn vẫn sẽ phải tiếp tục để thông tin cho bà con cũng như phối hợp với các địa phương, các cái ngành chúng ta vận hành tốt các công trình để đảm bảo được cái sản xuất cũng như cái nước sinh hoạt cho bà con. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Kiên Giang, El Nino và diễn biến nước mặn xâm nhập năm 2024 diễn ra gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Độ mặn cao nhất xuất hiện trong tháng 3 và tháng 4. Hiện trên sông Cái Lớn, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu khoảng 50 đến 55 km. Trên sông Cái Bé xâm nhập khoảng 10 đến 15 km. Lượng mưa dự báo trong tháng 3 cũng rất thấp, dưới 10 mm. Nắng nóng tiếp tục diễn ra từ nay đến đầu tháng 5. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay là những thông tin đáng chú ý sau đây. 13 người bị thương trong vụ lật xe khách tại Quảng Trị. Triệt phá chuyên án thu giữ hơn 22 kg ma túy. Rộn ràng ngày hội vinh danh nghề phở tại làng Dân Cù, Nam Định. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Công an tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lật xe khách khiến 13 người bị thương. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Khoảng 4 giờ 50 phút sáng nay, xe khách biển số 43F00170 do tài xế Nguyễn Sinh, 39 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng, điều khiển, chở 32 hành khách lưu thông theo hướng Hà Nội-Đà Nẵng. Khi đến km 719 850, đoạn thuộc địa phận thôn Chấp Nam, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, thì xảy ra sự cố lật xe. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị đã điều động các lực lượng phối hợp giải cứu và sơ cấp cứu người bị nạn, đồng thời phân luồng giao thông. Theo thông tin ban đầu, có 13 hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Linh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay, một chiếc xe máy đã va chạm với xe khách tại giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất, làm hai người tử vong. Xe máy do nam thanh niên 21 tuổi cầm lái, chở theo cô gái 19 tuổi, chạy trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng từ đường Nguyễn Thị Minh Khai về đường Điện Biên Phủ. Khi đến giao lộ đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Đinh Tiên Hoàng thuộc phường Đa Cao, quận Nhất, thì xảy ra va chạm với xe khách chạy trên đường Nguyễn Đình Chiểu hướng từ đường Nguyễn Bính Khiêm về đường Hai Bà Trưng. Cú va chạm mạnh vào đầu xe khách khiến xe máy văng xa nhiều mét, hai người đi xe máy té xuống đường tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng quận Nhất và đội tuần tra dẫn đoàn nhanh chóng có mặt, phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các cục nghiệp vụ Bộ Công an tỉnh Tây Ninh và đoàn 3 Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, thu giữ hơn 22 kg ma túy các loại. Khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 3, lực lượng công an tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng Lê Văn Quang, sinh năm 2003, phát hiện thu giữ 4 kg thuốc lắc, 1 kg ketamin, 1 bịch bột ma túy, 4 kg ma túy đá, 15 bánh heroin, 2 điện thoại di động. Mở rộng đấu tranh, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Minh Long, sinh năm 2000, khi đối tượng đang chuẩn bị vượt biên sang Campuchia. Khám xét tiệm cắt tóc của Long, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Lê Gia Quy, sinh năm 2003, và Đỗ Duy Quang, sinh năm 2003, đang tiêu hủy ma túy theo chỉ đạo của Long. Kết quả khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 2,2 kg ma túy các loại, 3 lít chất lỏng nghi là ma túy, một bộ dụng cụ nghi để sử dụng ma túy. Tiếp tục mở rộng điều tra, ban chuyên án đã kiểm tra một căn hộ chung cư trên địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An. Phát hiện 5 đối tượng đang tàng trữ 18 viên thuốc lắc, 14 bịch ma túy đá. Khám xét nhà các đối tượng thu giữ thêm 7.000 viên thuốc lắc, 1 kg bột thuốc lắc. Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ 6 đối tượng, thu giữ hơn 22 kg ma túy các loại. Sau đây là một vài thông tin giá cả tiêu dùng đáng chú ý trong ngày hôm nay mà chúng tôi vừa cập nhật. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cho thấy từ đầu tháng 3, mận hậu đầu mùa bắt đầu được nhiều cửa hàng nhập về bán. Theo đó, mỗi ký mận loại 1 từ 18 đến 25 trái có giá 300.000 đồng, loại từ 25 đến 30 trái là 250.000 đồng đến 270.000 đồng. Loại 2 và 3 được các thương lái rao bán với giá 80 đến 130.000 đồng một ký.
Mức giá này tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá heo hơi hôm nay tăng giảm khác nhau tại các địa phương. Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi giảm nhẹ trong phạm vi hẹp, chỉ dao động trong khoảng từ 57.000 đến 59.000 đồng một ký. Mức giá cao nhất khu vực là 59.000 đồng một ký được ghi nhận tại Hà Nội. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng một ký trên diện rộng, chỉ dao động trong khoảng từ 55 đến 59.000 đồng một ký. Tại khu vực phía Nam, giá heo hơi tăng từ 1 cho đến 2.000 đồng một ký trên diện rộng, chỉ dao động trong khoảng từ 57 đến 60.000 đồng một ký. Thưa quý vị và các bạn, phở là một trong những món ăn trứ danh của người Việt. Hôm nay, lễ hội vinh danh nghề phở trong khuôn khổ Festival Phở 2024 đã được tổ chức tại làng Dân Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Lễ hội tôn vinh nghề phở được tổ chức tại làng Dân Cù với không gian gợi nhớ những hàng phở xưa, hình ảnh những công cụ, nguyên liệu hình thành nên món phở. Nơi đây rộn ràng không khí lễ hội, khắp nơi là tiếng nói cười, là sự quà ca, bản giao hưởng của hương vị, từ qua hồi, quế, đinh hương, hạt cao mùi và thảo quả. Các nghệ nhân phở là con em của làng từ khắp mọi miền đất nước đều tụ họp về đây. Festival Phở 2024 với người dân làng Dân Cù không chỉ là cơ hội trình diễn nghệ thuật ẩm thực của địa phương, mà còn là nơi mọi người được gửi gắm niềm yêu thương, tự hào về một món ăn mang hồn cốt của dân tộc Việt. Người Dân Cù đã cùng nhau kể câu chuyện về phở, chia sẻ hành trình mang phở đi muôn nơi và tự hào biểu diễn những tinh hoa của nghề phở đến với công chúng. Sau chương trình lễ hội tại làng, các nghệ nhân Dân Cù lại tiếp tục hành trình mang nghề phở của mình đến với Festival Phở 2024 tại thành phố Nam Định để trình diễn cho đông đảo quan khách và công chúng tham gia sự kiện trải nghiệm những tinh hoa của phở Dân Cù, phở Việt. Tháng 3 bắt đầu mùa qua gạo, Hà Nội mưa phùn ẩm ướt, bầu trời mù sương làm nền cho những bông gạo đỏ, khiến không gian trở nên mờ ảo, lắng động. Những ngày đầu tháng 3, hoa gạo nở rộ, Hà Nội đẹp lạ trong mưa phùn mờ trắng kết hợp cùng sắc đỏ đồng quê của cây gạo giữa phố đông. Tại ngã ba đường Giải Phóng Phương Mai, một cây gạo trồng gian đường tàu ra qua đỏ rực. Tại góc phố Tràng Tiền, Trần Khánh Dư, cây gạo cổ thụ trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một trong những cây lớn nhất khu vực nội thành Hà Nội, cũng đang ra qua rực rỡ. Từ xa đã có thể nhìn thấy sắc đỏ nổi bật trên màn sương mờ ảo. Ở nội thành Hà Nội, cây gạo được trồng đơn lẻ, cao vút trên tầm các cây xung quanh. Với chiều cao vượt trội, cây gạo luôn nổi bật giữa không gian đường phố. Sắc đỏ lấp ló sau những dãy nhà cổ. Dùng ngoại thành, những ngày này hoa gạo cũng bắt đầu trổ qua đỏ rực cả một góc trời. Màu sắc tương phản đem đến vẻ đẹp nổi bật nhưng bình yên, dung dị cho vùng thôn quê. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.